Sau rất nhiều tháng ngày chờ đợi thì lễ trao giải Oscar 2018 đã diễn ra không thể hoành tráng hơn nữa. Cùng với đó là những cái tên được xướng lên và tượng vàng đã có chủ nhân của nó, thật là xứng đáng luôn. Giờ thì bạn có thể cùng với 8 Cine điểm qua một số hạng mục đáng chú ý trong các giải thưởng Oscar năm nay nha. Đầy tính nghệ thuật và tỏa sáng theo một cách rất riêng, The Shape of Water có mặt trong 13 đề cử của Oscar năm nay luôn đó, và xuất sắc chiến thắng ở hai hạng mục rất quan trọng, đó chính là đạo diễn xuất sắc cho vị đạo diễn tài năng Guillermo del Toro và Best Picture, phim xuất sắc nhất. Có thể nói, sự thành công của The Shape of Water không thể không nhắc đến công sức của vị đạo diễn này. Ông chính là biên kịch và cũng là người nhào nặn lên tác phẩm Tình yêu lạ kỳ của cô lao công câm Elisa và chàng thủy quái được khắc họa đầy chân thành, cuồng nhiệt nhưng cũng rất là lắm đau thương. Guillermo del Toro đã đưa khán giả trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc xuyên suốt chiều dài bộ phim. Có thể nói rằng vị đạo diễn này đã làm ra một bộ phim để truyền tải một thông điệp vô cùng ý nghĩa đến với tất cả mọi người rằng dù cho bạn có không quá hoàn hảo đến đâu, dù các bạn có lo sợ về những khuyết điểm của bản thân như thế nào, thì các bạn cũng nên nhớ rằng trong cuộc sống này không có gì là hoàn hảo cả. Chúng ta đều có được cái này thì sẽ mất cái khác, những thứ mà chúng ta phải chấp nhận hy sinh để đánh đổi. 8 Cine đã rất là xúc động khi mà thưởng thức bộ phim này trong rạp luôn á. Không biết cảm xúc của bạn thì như thế nào, nhanh chia sẻ cho 8 Cine biết với nha. Vâng à, còn hạng mục tiếp theo, hạng mục phim hoạt hình hay nhất, không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn lẫn kỳ vọng của rất nhiều khán giả. Tượng vàng Oscar năm nay đã thuộc về Coco, phim hoạt hình mà theo 8 Cine thì quả đúng là không có đối thủ nào trên bàn cân luôn đó nha. Phim lấy cảm hứng từ lễ hội The Day of the Dead, ngày của người chết, theo truyền thống của Mexico. Nhân vật chính là cậu bé Miguel, do Anthony Gonzalez lồng tiếng, mang trong mình niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Phim không chỉ mang đến thông điệp về sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, mà còn là việc bạn cố gắng và thể hiện niềm đam mê của mình như thế nào nữa. Phim thắng lớn ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Có thể nói, trong năm qua, dấu ấn của Coco trên thị trường phim ảnh là rất đậm nét. Và chắc chắn là không có quá nhiều bàn cãi khi các nhà làm phim Coco ẵm tượng vàng của năm nay, đúng không nào? Ở hai hạng mục quan trọng khác, đó chính là nam và nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, thì cũng đã lần lượt thuộc về nam tài tử Gary Oldman trong Darkest Hour và nữ tài tử Frances McDormand của Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Không còn điều gì để bàn cãi về diễn xuất của cả hai diễn viên gạo cội này rồi. Với Gary Oldman, đây là lần đầu tiên ông chạm tay đến tượng vàng danh giá Oscar sau hai đề cử trước đó. Còn với Frances McDormand, tượng vàng Oscar năm nay có lẽ sẽ là một trong những cột mốc đáng nhớ của bà, khi mà lần thứ hai trong đời của nữ diễn viên cầm trên tay tượng vàng Oscar sau vai diễn trong Fargo năm 1996 cũng đã được bà thể hiện rất là xuất sắc. Oscar năm nay vẫn còn rất nhiều hạng mục giải thưởng khác đã được trao cho các cá nhân cũng như là những tập thể, ekip làm phim xuất sắc. Những tượng vàng đã có chủ nhân mới và 8 Cine rất hy vọng là thị trường phim ảnh năm nay sẽ tiếp tục sôi động và sẽ cho ra đời những bộ phim chất lượng đến với khán giả đó nha. Dạo một vòng thế giới chứng kiến những màn trao giải Oscar đầy ấn tượng như thế rồi, chúng ta vòng xe 8 Cine trở lại với điện ảnh nước nhà một chút xíu đi nào. Còn bây giờ thông tin cuối cùng mà 8 Cine muốn gửi đến cho các bạn đó chính là lịch chiếu của bộ phim Girls 2, Những Cô Gái và Gangster. Nội dung bộ phim xoay quanh việc Siwon, Trần Ý Hàm thủ vai, rủ rê hai cô bạn thân Kimmy và Chia Lan sang Việt Nam tổ chức bữa tiệc độc thân cuối cùng trước khi bước lên xe hoa. Trong chuyến đi, họ có cơ duyên gặp gỡ với đại gia khét tiếng Bảo Sơn do Trần Bảo Sơn thủ vai luôn. Bữa tiệc độc thân của Siwon do chính đại gia này tổ chức trong một căn biệt thự xa hoa với đủ trò vui khác nhau và cũng không ít những tình huống éo le dở khóc dở cười đã xảy ra nha. Lấy đề tài xã hội đen, bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những cảnh quay kịch tính, đặc biệt với sự tham gia của Meg Tyson, khán giả cũng sẽ được thưởng thức những tình huống bất ngờ cũng như là những cú đấm uy lực của tay đấm thượng hạng này. Đánh dấu lịch vào ngày 16 tháng 3 để ra rạp thưởng thức Girls 2, Những Cô Gái và Gangster nha cả nhà. Và đó, những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 8 Cine kỳ này. 8 Cine hy vọng bạn đã có cho mình những gợi ý hấp dẫn để ra rạp chiếu vào cuối tuần này. Hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin 8 Cine tiếp theo để chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin phim ảnh hấp dẫn nhất.